đã quay lại với kênh âm thanh đồ đài Sài Gòn. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đem một cặp loa loa lớn, loa size này Bass 2 và model nó là Sansui SE300 CD driver, một dòng loa cao cấp của Sansui. Loa 3 đường tiếng Bass mid cap và Bass thì màng carbon. Màng carbon này nó có rãnh ở trên viền luôn anh em, trên màng luôn, để mình quay sát cho anh em xem. Và các rãnh này thì theo mình được biết, mình tìm hiểu thì nó là triệt tiêu những xung không mong muốn trong âm thanh, nghĩa là khi loa nó đánh thì nó có những cái xung nó không có mong muốn, thành ra những tiếng nó không có hay, thì có những này triệt đi những cái xung đó. Viền này thì viền vải tẩm còn tốt, đánh tiếng bass rất là sâu. Kiềng này nhôm anh em ơi, còn đây là inox rất là đẹp. Mic này thì khá là lớn, tiếng rất là hay. Mà trên đây là chép titan anh em ạ, cực kỳ luôn, nhìn rất là đẹp mắt. Đây là một chi tiết kia của nó, Sansui ba quay B crystal diaphragm và công nghệ bass là bass reflex. Công suất tối đa của nó là 120W một thùng, một cặp nó là 240W, rất là khủng anh em ạ. 6 ohm và độ nhạy là 90 dB. Độ nhạy tất cả loa mà độ nhạy 90 dB thì rất là dễ ghép amply anh em ạ, đa số là không kén amply luôn. Sansui Electric Corporation LTD và máy in dao băng, cặp loa Nhật nguyên bản, rin nguyên bản, còn về tem ở đây luôn anh em ạ, đây còn tem của nó luôn, tem siêu thị thì tiếng Nhật nha, bao nhiêu giá bao nhiêu yên gì đó thì mình không rành, còn nguyên luôn, rất là đẹp, nguyên cặp luôn, còn đẹp giống nhau luôn anh em ạ, đây cũng có tem và mặt trước cũng như nhau luôn. Cái âm rất là hay, mình đang đánh với cái âm ly Kenwood Receiver, model là KR4070. Âm ly này thì âm ly đài, có bắt được FM và tiếng của nó thì rất là hay. Dòng cao cấp xuất Mỹ anh em ạ, xài điện 120V. Hàng Nhật xuất Mỹ. Kenwood thì nó không tính bằng watt mà nó tính bằng ampere. Như cái âm ly này là 2 ampere. 2 ampere thì tương ứng với lại 23 nhân 120 và nhân với 0.8 thì nó ra là cái công suất điện anh ha, công suất tiêu thụ. Loa đầy đủ nè, loa lưới loa đầy đủ nè. Cùng với sao đẹp luôn, thì anh em nào cần thì hình ảnh thì mình sẽ chụp qua Zalo hoặc là Facebook nhà gửi riêng cho. Đây, cái sao cho anh em xem luôn. Rất là đẹp, thông số đây nha. Hàng này bãi nguyên rin mà chưa có tung giảm gì luôn, còn nguyên bụi luôn. Anh em về dọn hoặc là đánh cà na gì đó cho nó bóng lên. Cặp loa này giá 3 triệu anh em ạ. Rất là dễ dùng và rất là dễ ghép. Đánh âm ly đa số âm ly nào cũng hay. Mà mình có cái âm ly SA6850 này, đánh cái loa này cũng rất là hợp luôn ha. Rồi mình test chức năng này, chức năng nhà nhạc mạng từ cơ dãy mã mã răng này xuống anh em ha, và trên TV xuống dùng một tiếng cột. Và bây giờ mình test một chức năng đĩa nha, dùng đĩa chuyển chế độ qua, rồi mình test qua CD để anh em nghe chức năng thế nào. Ngày anh xa vắng, phân
dòng ba nén đời hội ngộ chia ly lệ rơi nhiều hơn nước mưa dẫu cho bốn biển chẳng vương. Rồi mình đã xong cái combo cặp loa Sansui SE300 CD driver loa 3 điều tiếng bass 22 màng carbon có rãnh chống các xung nhiễu và có mic và chép titan rất là đẹp anh em ơi. Cặp loa này còn nguyên ring và còn rất là đẹp, lưới loa đẹp keng luôn. Cặp loa thì giá 3 triệu, còn cái âm đánh với cái âm ly Kenworth model KR4070, một âm ly đài hàng Nhật xuất Mỹ thời điểm 120. Âm ly này thì bắt được đài FM luôn, có các chức năng cơ bản bass chép ba lăng và lót nét và có tép monitor đầy đủ ha. Anh em nào mua thì liên hệ mình để bán kèm cặp loa hoặc là bán luôn combo CD MD ampli và loa luôn. Anh em nào mua thì làm liên hệ mình 0981333246. Anh em đăng ký kênh nhé, báo anh phải video anh chung những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.